Chung quy là intro kể đã. What's up, chào mừng mọi người, mình là ID Gaming. Chào mừng mọi người quay trở lại với tên gian của Terraria Legend. Remote của mình, ông bạn của mình là Voltaic Knight ở đây. Và đổi lại giáp á, sao lại đổi về đổi giáp á? Ông đang chơi summon sướng. lại chuyển sang summon. Jesus. Thì cái lấy giáp cảm giác nghe sướng rồi. Rồi thì Medusa. Jesus. Xử lý nào con này đây? Thôi. Luôn à? Luôn cho nóng à? Ừ. Vẫn có một cái cảm giác mà chưa thể nào mà ổn lắm ấy mẹ, với cái con này ghê thế nào ấy, nhưng mà thôi chỉ không phải biết thế nào được. Lại dùng melee thì ok fine. Ngay lập tức vào luôn cho nóng, không nói nhiều. Medusa 275.000 máu. This is ok, I'm almost dead. Holy shit. No. Ui, tôi gần chết mẹ rồi. Yep, đấy. Wow. Xem đi. Fucking end. Ghê quá đi mất tới trên. Mẹ nó chặn hết cả cái đường đi rồi. Thế mẹ, đéo từ nào mà đỡ nổi luôn ý. Đâu ấy? Despawn à? Ơi chứ. Chúng chạy theo tôi rồi đấy. Mẹ con boss nó to đùng thế mà nó còn despawn được. Cháu mẹ kìa cả. Oh, then sure. Ba con cùng một lúc. Tại sao nhỉ? Nó block hết mẹ cả cái màn hình thì mẹ chạy đâu. Thế mày khó chứ mẹ, mẹ cái chỗ đó đánh thì mày tí. Nhưng mà còn cách nào khác giờ? Chắc là chạy sang một bên. Nên nhớ rằng là cái chỗ chạy của mình nó cũng phải to lắm. À, chạy sang bên phải thì I mean, I don't know. Với vào stream đã bị đai hành rồi, yep. Cứ đánh từ từ xem như nào mẹ. Đằng nào mình cũng cần phải gọi là mất vài lần để mà mình vẽ cái chiến thuật một chút. Ui trời ơi. Hey there. Yep, chạy tôi nghĩ là chạy về một hướng là một lựa chọn tốt. Thì tất nhiên. Good. À quên không một thuốc. Davis. Ảo nó đốt, nó đốt. Ảo nó đốt. Có chạy lại không? Không biết là chạy lại được không, đấy là vấn đề nữa ấy. Can you fuck off? Can you fuck off? Can you fuck off? Jesus Christ. Nó đang đuổi tôi mà chú dính cái gì ấy? Ông quên mất là còn cả cái người to đùng của nó sao à? À đi mẹ, nó là biscuit. Còn mẹ. Sao dùng cả rót, đã có rót rồi cả, fuck. Ông bà gà tôi rót xong rồi chú tay lè rồi. You die already, damn it. Khó chịu nhiều. Nó có cái cảm giác ngậm hành như vậy. Không biết chú còn đủ cái để spawn không là vấn đề làm sao. Bị sẵn rồi, úp lót muốn. Rồi, rồi. Đấy như bà lấy gì thì thà tôi đang muốn lấy cái chắc là lấy cái flash knuckle nó liên quan lắm. Nhưng mà flash knuckle cũng chỉ là mục đích thêm defense. Ồ, flash knuckle là gì? Có flash knuckle chưa? Có rồi. Có rồi. Thì cho đỡ cop block thì chạy ra một hướng đi. Chạy ra bên phải như là cái bên phải cái chỗ platform chạy xa mà không. Ui, mẹ nó bên phải với nhau chứ để trong. Ui rồi mẹ nó chạy tốc độ bàn thờ đéo ai chơi kiểu đấy phải nhấp. Ok đó, ai có tôi đi chẳng thì đau đau thì dù gì mẹ. Good. Ở đâu à? Đây mình vẫn đang chạy ra chỗ tôi này. Cái dây có thể tele ra chỗ tôi. Tôi sợ tay lè nó mẹ biến báo bố cho khác nó lên. Tôi sẽ cố lúc. Ai nó chùa bảo là possibility but đã là tôi có đến không ấy? Không thấy cái gì đến cả. What the fuck, về sự chạy nhanh thế. Ui dồi ôi, mẹ con này. Nó quay ngược lại. À quên vào tim xanh của mẹ. Mà tiếng nhạc nghe lại nhỉ. Ây da. Mẹ kiếp. Bắn lắm lửa thế. Stop. Chạy nhanh thế. Thôi không chạy được nổi luôn. Không, thực ra tôi thì đang chạy khá là ổn một cách khá là bất ngờ. Chính ra cái bộ Crystal Assassin đang giúp tôi đấy. Bởi vì rằng là chính ra cái bộ Crystal Assassin đang giúp tôi đấy. Bởi vì rằng là thêm 20% tốc độ chạy từ cái bộ ấy mà. Nhưng mà no, nhưng mà fuck nhưng mà vẫn đéo được nhanh thì đéo là bởi vì con thuốc to vãi kinh hồn vậy. Ui thôi thầm rồi. Chỗ đánh nhau vẫn đéo phẳng lắm. Tôi vẫn sống được kinh à. I'm cleansing my fucking ass here. Mẹ vừa mới khỏi ốm cái hết kinh quá mất. 5 4 3 2 1
rồi, rồi, rồi. Nhanh. Ui, rồi, hơi gần rồi, thì té. Phải nhanh chứ. Happy rain. Bố lại sao cho tôi? Why? How? Why? Tại sao mày không đuổi kia? Oh my god, wow. Mày chạy bay lên trên kia, có hưu cho một cái cuối cùng lại. Úi dồi mẹ rồi, tốc độ bạt thở chạy ở đây. Thằng này mẹ mua mau ngựa chạy. Hay là đi kiếm đi con. Mau ngựa hả? Ờ, đấy kiếm ra ý trở lại đấy. Vì mẹ con run ở Discord đấy. Discord con mẹ ra ngoài ngay. Ôi nó đuổi nhanh vãi cả cướp đấy. Come on. Drink it. Ok, I'm good. Ok, ui dồi mẹ tiếp. Đừng có bắt đuổi aggro. Nó chạy đến cho chú, nó chạy cho chú. Ok. Ui dồi mẹ. Ào. Nó gì đấy? Một con chết rồi, một con rồi. Ok. Ở trên đâu có tính gì hả? Không, tôi nghĩ là có. Mấy nó không lửa. Chú bao giờ định quay lại? Đây ra quay lại. Nó không, có vẻ ổn đấy. Tôi nghĩ có vẻ ổn đấy. Shit. Tôi vừa mới nói là ổn xong, không ổn tí nào cả. Còn, còn một con. Machine gun. Oh my god, bay thế quả đấy luôn. Né cho mình. Machine gun. My god. Thực ra lại kỳ dễ hơn so với mình nghĩ bằng một cách nào đó. Thực ra mà nói, cái con này tuy rằng là nó spawn 3 con trong cùng một lúc như thế thôi, nhưng mà có một cái vấn đề rằng là cái con Destroyer nó bị dính chặt vào cái chuyển động của con Skeletron, tức là nó không đuổi mình một cách gọi là thoải mái quá. Thay vì đó là con Skeletron sẽ đuổi mình. Đấy. Hôm nay hơi bị ít hành. thế thành thử lại dễ à? Thế bảo vừa 3 trong 1 dễ. Waffle Iron. It's waffle time. Này dễ quá thì có định định nghĩa được từ farm cho con boss này không? Farm cái gì? Farm hello bà. I mean kiểu gì thì kiểu cũng phải làm thế đúng không? Right, nó thành cái chính xác là mình click vào cái gì nhỉ? Update gì kia thì nó mới cho đây. Mình. Ui. Làm luôn cái Chunizet đi. Chunizet yes. Nhưng mà vẫn đang cần phải lấy cái drug trước, pickaxe. Pickaxe. Mà thực ra vẫn làm được cả hai, that's pretty good. Nhưng mà hơi đắt đấy, để mẹ tôi mà làm cái Chunizet xong là hết 4 nguyên liệu. Ai lộn. Chắc là lại phải farm thật à? I mean sure, đằng nào mình cũng cần phải có Halo 3 mà mình chắc là vẫn phải farm rồi nhỉ. Tại vì đằng nào tôi cũng có nhiều. Legendary Nizet luôn. Holy shit. Yo, look at that. Rất là quay tay luôn. Có nên làm Mega Shark không nhỉ? I mean chú có cái Turbon Cannon rồi thì tôi không nghĩ là cần. Nhưng mà đạn khác ấy. Bây giờ nó khỏe hơn rồi. Làm đạn Ico bắn và súng phun lửa cũng là một cái hay. Chúng chắc làm cái pickaxe. Thế thì có thể đi đào trước Corify cũng được. Xong rồi nếu như muốn làm bộ Corify thì làm. Nhưng mẹ Corify đầy bởi vì rừng mẹ everywhere. Chú làm chú mai. Chắc là tôi làm bộ rùa nhưng mà chưa có cái mảnh rùa nào. Thế cái chú Excalibur làm kiểu gì? Chắc là vẫn phải Broken Hero Sword. Hay là bộ Halo? I mean bộ Halo cũng được. Nhưng mà hết bố là Halo rồi chưa đủ đều đủ chú không? Không, tôi lấy ở đây. Làm thử súng phun lửa xem nó có hình như khỏe hơn đấy. Jesus Christ, nhưng mà cái này cũng tiện nhé. Mẹ Corify trước cửa nhà. Cái shrine trông đẹp hết nhỉ. What? Nhưng mà đam thì giá là 400 đam per second. I mean that's good. That sounds good. Ow. Nhưng mà tầm thì đương nhiên nó ngắn rồi. Ôi trời, thằng khổng mình make fuck. No. Lại ai giả không chết bởi trong rồi mình make. Hoa nhau rồi mình make là chạy chú sao. Oh my god, are you fucking kidding me? What the fuck am I supposed to go? Thử làm cái Mega Shark làm nào. Really, do you need it? I call bullet. I call thì tôi cũng luôn là chẳng có flash và I call rồi. Thì cần gì? Sure, còn Plantera. Tập này đánh được cả Plantera rồi. Chú Excalibur làm từ Excalibur về Qualify 3 này. Excalibur vào Qualify 3 rồi à? Nhưng mà vẫn cần Broken Hero Sword để mà làm Terra Blade. Không Terra Blade thôi. Terra Blade thôi. Ok. Định làm giáp không?
Giáp à? À, đang suy nghĩ là liệu một cái gì lắm. Halo, bộ giáp halo hay là giáp rùa? Sợ lên giáp rùa thì hơn. Rùa thế thì à, mà nhắc đến rùa vừa mới tìm được cái turtle shell. That's pretty good. Ýa, lại răng gỗ mi mắc kia. Yep, nó đang ở gần tôi đấy. Ôi trời, đi đâu đây? Cái mẹ. Ow. Oh oh. Có chỗ để di chuyển. Ây chà. Nha, con nào nguy hiểm hơn, Medusa hay là con trăng của Mimic? À, tôi kể chú một chuyện. Mấy hôm trước tôi có một giấc mơ. Tôi mơ về ngày sinh nhật của tôi. Nhà cửa được trang hoàng đẹp đẽ. Các bạn tôi đến và trong đó có cả chú. Con mèo lần trước thì nó đến cùng với bạn nó luôn, thành ba con. Và chủ nó phải đến để mà lôi nó về. Rồi chú ngồi ở ban công. Ông mơ gì lại? Chân tôi con dết nó bò ra. Tôi bảo chú vứt cho tôi cái dép của chú để tôi chấp chết con dết đó. What the fuck? Chú mơ cái gì? Vậy sao nó specific thế hả rồi? Và tôi tỉnh dậy. Vãi lìn cái giấc mơ. Mà sao chú nhớ được cơ hả? Nhớ được mà. Vẻ mơ hay chứ. Excalibur làm tạm cái này. Chú Excalibur là làm từ gì? Từ Codify. Sao bây giờ cái công thức trông lạ nhỉ? What? À đây, chú Excalibur Godly. Đã biết là còn đúng. To hơn chua sure, nhưng mà với tôi là không bắn projectile. À vậy thuyết cuối cùng stream nó cũng thưởng cho tôi cái Genshin. Wow, được bao nhiêu nguyên thạch? Đợt trước 1.001. Wow. Mẹ, có đứa con đéo nhận được cái cục nào cơ? Nó phải là tính theo lượt xem nữa, maybe. Tính theo số người xem từ trên xuống. Mẹ, chơi cái trò đấy. Đấy thì ít nhất là chú luôn luôn có số người xem trung bình của mỗi stream là 1. Chắc vậy. Đấy là có vậy? Người đấy. Thế nên là rất nhiều người stream mà đéo ai được, à mấy ai được. Đáng ra cái stream đấy là để mà khuyến khích người chơi stream. Đây thì mẹ lại cho cái phần thưởng cho chó đấy thì đéo ai thèm stream. Khuyến khích người ta stream với mục đích là để cho cái game nó được quảng bá rộng rãi hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì nhưng mà đầu óc thằng nào stream thì lúc nào nó cũng chẳng ở cái mức là stream để mình được lấy quà. Một là người có lượt xem thấp thì đéo được. Hai là người đéo may mắn thì đéo được cả hai luôn. Là chắc là bây giờ thì làm gì nhỉ? À không, vẫn phải tìm nốt cái bộ rùa ở. Sau đó là mở một cái chỗ to để mà đánh, bắt đầu đánh Pantera. Nghĩ đến việc Pantera. À Lightfoot. Ở Lightfoot này. Đã tìm được cái nào chưa? Tìm một cái. À biết gì? Tôi chưa tìm thấy cái nào. Ao, rồi. Và lần đầu tiên video của tôi lên được 2.000 lượt xem. Wow. Và có vẻ cũng chả tiến triển được cái mẹ gì. Đơn giản là vì chú đăng lên trên Face thôi. Và cái bài trên Face được tương tác cao gì đó. Lại răng gỗ mi mấy kia ha. Đào, tôi đang đào trong bình yên. Tôi cũng đang đào trong bình yên đây. Nhưng mà mỗi tôi là con răng gỗ mi mấy kia bảo không. Fuck you. Mẹ kệ. Projectile là tôi tổ bố cá thể mẹ. Đấy, hình như nó đang phòng đến chỗ chú. Nhưng mà tôi không nghĩ là nó này. Cái mà tôi không nghĩ là đến. Ôi trời, nó đến này. Oh my fucking god. À thế là mình diệt luôn Queen Bee. Tiện quá. Ai rồi. Mẹ đó. À lại còn nữa. Lại còn nữa. Cái cổ to bay liều nó đến đây. Yeah, I see that. That đập problem. Đập. Đây sẽ là hai con. Damn it. Cái cổ to quá. Có hai cục. Mà tôi xem cái Ragnarok có được cua ấy mẹ. Thằng kia là cái thằng phản bội, cái thằng Odin Yến Thanh trong buồn chị. Thằng làm cái nào mà nó có nói về cái chuyện là cái giáo ấy, cái chế hem đồ kiểu gì nó như nào nhỉ? Nó rất là gọi là gì nhỉ? Khó đoán. Nó mở ra rất là nhiều các cái đòn đánh khác nhau nối tiếp sau đó mà khi mà dùng cái giáo đấy có thể làm được kiểu thế thì kiểu nó không đoán được ấy. Hoặc là nó phải đoán nhiều quá đấy. Ở đấy kiểu là có phải như là mày đoán được tương lai à? Bây giờ thì tao cho mày một đống tương lai để mày đoán kiểu thế. Nhưng mà cũng phải công nhận là con vua hay. Bố pha rời Odin lại mở thằng đích. Fucking asshole. Hơi vì đáng buồn là nó tạo nhân vật thằng Thor trông có vẻ hơi thọt. Trong cổ thân vậy. Suốt ngày bị kỳ vọng từ thằng bố cao quá mà không làm được việc nó lại chửi. Sau đó đến chuyện vợ con. Mày đáng gặp. Mà rất ghét những cái thằng giờ hơi nào chui vào bà so sánh Thor ở trong này với Thor ở trong Marvel nhá đi nhau. Ghế cả đít. Cái gì đấy? Like Crystal Boulder phải cả lỗi.
Mà thực sự thằng Thor trong Marvel nó cũng đéo khá hơn tí đéo là con rùa rồi này. Jesus Christ, mẹ tí nó bắt cái gì đấy? Ôi giời, double kill. Lắm các cái tổ ong con thế, mẹ kiếp thật, chém đéo đâu ra ông cái tổ ong này. Cái live phút mấy ạ? Ít cơm. Chắc là vừa mới đánh xong cho nên là không mọc mấy. Tôi cứ luôn nghĩ rằng là mình phải đánh nhiều con thì live phút nó mọc nhiều hơn cơ. Nhưng mà có vẻ là không. Đơn giản là mình đánh xong được nhiều thì thời gian trôi qua nhiều thôi là mau. Mai thì con nấm lại chưa về. Đuổi đứa nào đi để mà nấm. Đuổi. Ở trên kia có nhà không? Hết nhà rồi. À, đó, từ. Đuổi đứa nào chính ra là đáng lẽ vẫn còn nhà. Vẫn có một nhà chứ, vẫn còn một nhà chứ. Nhưng mà ấn thử xem có suitable. Ở đây à? Sumai cảm giác nó cũng khỏe lắm. Sumai là bộ tiêu chuẩn cho ấy mà. Đứng yên để mà tàng hình. À, mình có cái xe bonnet của nó thì hơi sida thôi. À, còn Duke kìa. À, phải Duke. À, Duke thì lại là vấn đề lớn đấy. Bởi vì biển nó cao quá, ít chỗ chạy nhảy. Mà chạy nhảy lên trên space thì ăn lùn. Nhiều chuyện nhỉ. Nhưng mà cứ dù gì thì gì vẫn cứ phải đánh theo trình tự đã. Cả golem nữa. Ôi trời, lại còn con golem. Ôi nhưng mà mẹ con golem mới là vấn đề thì mẹ. Bây giờ nó vấn đề. Thứ nhất con golem nó bây giờ nó bé tí, xong rồi thứ hai là gì là cứ mỗi khi nó nhảy qua một cái đuốc nào là cái đuốc nó bị mất. Ừ, nó có cái trò đấy cơ. Tức là vào trong cái temple đánh con golem ấy không khác là bị mù. Em chỉ có shy potion thôi nhưng mà quan trọng là mình không nhìn thấy nó ấy, vấn đề là như thế. Mà chỗ nào đánh Pantera đấy? Hay là cái tổ ong cũ. Phải phá to rất nhiều đấy. Đào này chả khác gì đưa container. Cái gì đấy mẹ vú 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 kinh tế. Thế mới gọi là content. Suy nghĩ vớ vẩn, tại sao cái tên thủ đô của Thái Lan nó lại đặt một cái tên nó buồn cười nhỉ? Bangkok. Đương nhiên tôi biết đấy, cái chữ Bangkok đấy nó chỉ là viết tắt của một cái gì thôi. Trên tên của thủ đô nó dài với cả nhồn đấy. Nhưng mà tại sao là Bangkok nhỉ? Chắc đấy là lý do vì sao mà ở Thái Lan nhiều chuyển giới thế. Ôi giời ơi. Oh my god, mẹ mày cứ đọng, cắn đầu vậy chứ. Có cái cuốc nào đủ khỏe mà đập mấy con ong không? Chú có thể xuống đào, bây giờ tôi đứng sau tôi chém. Ừ. Phá ở phía ở đây. À đi. Đấy, tiện chưa? Ok, đi lòn đấy. Ai bảo chạy chứ, ra trước mặt cơ. Đằng sau kìa, Jesus Christ. Rồi ôi rồi. Ok, đi lòn. Ê chịu rồi, đứng gọi là dứ dứ thôi. Mẹ ai đâm thẳng mẹ đầu vào đấy. Bố ai biết mẹ cái frame mà tôi giết nó là cái frame mà nó gây ra một người chú thì tôi chịu. Đấy đứng đứng xa xa một chút đấy, kiểu kiểu thế chẳng hạn. Mẹ cái thuốc là có cái tầm của nó mà. Tránh được. Nhiều cái thay đổi bực mình quá. Không rõ là cái thay đổi là do cái bản này hay là cái thay đổi do cái map này. Tại sao giết mấy con mod hắn ấy lại detonate ra single thì phải. Hình như là do cái rồi cái màu này xạo. Ôi gì là turtle shell này. Ồ, không, mới là cái thứ hai mà. Để vẫn có một cái nữa. Damn it, cái bãi nôn của nó thì phải. Phần đéo tả nổi. Alright, hold up. Từ cha mày mìm quá anh mẹ. Ờ giờ có vẻ ở trong này ông cũng ủi số ông đánh cả Hornet rồi mà. Nó đánh hết tất cả mọi thứ, boss đánh hết, chỉ cần biết là đánh xong phát nó chết là được. Ôi trời ơi. À sao trong rừng tận bây giờ nó vẫn còn làm cái gì khó chịu thế hả rồi? Tìm vẫn đang tìm live food đây. Live food còn lâu. Tôi tiểu chú đi tìm cái tổ xèo. Bút một công nhiều việc. Ôi chứ. Water gần. Có cái banana rang nè. Ờ có á. Ờ có cả light dick nữa. Nghe. À đây banana rang. Dùng melee mà địt mẹ. Sao cái knockback của cái melee nó tưởng knockback của melee nó phải lớn nhất trong cái game này chứ địt mẹ sao knockback như c*** thế rồi. Melee Master chưa bao giờ là ý tưởng hay cả. Lại thực một cái bãi nôn ngẫu nhiên của con dòng gục. I am losing my marble here. Tò vãi cái này thôi. Ấn mà đéo hiểu đây có phải là rừng không? À không, thì vẫn là rừng. Có khi chém nhiều các cái mất quá, cuối cùng nó rỗng quá ấy. Thành thực ra nó không tính được bất cứ một môi trường nào. Không, mà thực ra là bị mất một chút môi trường cũng chả sao đâu. Nó lên cơn. Không sao, lên cơn nếu như đi xa quá thôi.
À lấy cơn kêu đi qua xa quá rừng đó, nhưng mà vẫn chứ biết đây còn là rừng không, chứ kể cả là mất rừng đi một tí cũng không vấn đề lắm. Here's some live food for you. Kè rừng đến đây là đom đóm à, lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy đom đóm. Chú có thể xem phim mộ đom đóm không? Đồng cảm sao? Nhưng mà đúng là nhiều người thực sự không thể xem nổi cái phim mộ đom đóm đấy, thật. Người ta xem một lần người ta không bao giờ muốn xem lại luôn. Cái ông Hayao, ông ấy có một cái quy tắc khi mà ông ấy làm cái phim Ghibli, rằng là khi mà làm phim Ghibli đấy thì đương nhiên là ông sẽ cần phải có một cái công ty khác để mà ông ấy gọi là gì đó quảng bá cái phim ấy ở ra nước ngoài, không? Đặc biệt phương Tây, phương Việt thế. Tuy nhiên thì có một cái nguyên tắc mà ông ấy bất di bất dịch, ông ấy không bao giờ dám cho phép, đấy chính là việc không được phép cắt sẽ có những cái thông cảnh mà nó phù hợp hơn đối với đối tượng là những cái đứa trẻ bên nước ngoài đấy, thì nó sẽ cần phải cắt hoặc là chỉnh sửa đấy để mà gọi là cho nó phù hợp hơn. Tuy nhiên thì cái bài học đắt giá của ông ấy khi mà ông ấy làm cái phim Nausicaa Valley of the Wind ấy, là ông ấy cho cái công ty đấy gọi là gì nó cắt cái phim đấy để mà gọi là cho phù hợp với bên nước ngoài. Mà nó không chỉ cắt không đâu, mà nó làm lại một cách mà đến là thì vậy gọi là nó như kiểu đạo nhái luôn ý. Thì vậy thì trong cái nhân vật trong cái phim Nausicaa đấy thì cái câu chuyện thì nó rất là mang cái tính chất gọi là gì nhỉ, gọi là hòa bình kia, gọi là rất là gì nhỉ, cái nhân vật nó gọi là rất là pacifist ấy, kiểu đấy. Trong khi đó mẹ cái bản nó chỉnh sửa lại cho bên nước ngoài thì mẹ nó cho nhân vật chuyển từ nhân vật nữ thành nhân vật nam nhé. Sau đó cuối cùng mẹ cái thằng mà nhân vật chính đấy mẹ như kiểu là cái thằng gọi là warlord ấy, thì của mẹ chỉnh sửa đến là kinh người, thành thử ra là mẹ ông bị sợ quá. Cái đấy ông bị kiện không gì? Úi giời ơi, không bị kiện bởi vì rằng là ông mới cho quyền để mà người ta sửa mà. Nhưng mà mỗi tội là từ sau cái vụ sửa đấy thì mẹ ông sợ quá. Nếu như muốn gọi là gì là phù hợp cho với khán giả phương Tây thì ông mới tự làm một cái phiên bản riêng để mà người gửi cho bên đấy. Sau cái phim Nausicaa đấy, cái phim tiếp theo công ty để mà còn quảng bá bên nước ngoài đấy cũng bảo ông mới tương tự. Thì ông mới thì chú biết rằng là ông Hai Giao mới làm gì không? Ông mới gửi cho cái công ty đấy một cái thanh kiếm katana và trên cái thanh kiếm đấy khắc một cái chữ gọi no cut. Nhưng mà buồn cười với cái gì. À đúng rồi, tôi nhớ cái phim đằng sau đấy là cái phim gì rồi, là cái phim Công Chúa Mononoke. Và ông biết rằng là cái phim Công Chúa Mononoke là một trong những cái phim mà có cái cảnh máu me khá nhiều. Nếu như ông nhớ thì mẹ có nguyên cả một cái cảnh cái thằng nhân vật chính nó bắn cái tiễn găm thẳng vào tay một thằng samurai, đứt tay luôn. Rồi mẹ, what the fuck, mẹ giúp mày cứ... Ah, motherfucker. Ở xuống đánh đi. Này. Rồi thì... Damn it. Lại thêm boss nữa. Mà chưa biết, nhưng tôi nghĩ rằng là Pantera sẽ dễ. Tôi nói được gì đâu. Chưa được nói được gì đâu. Không biết là nó sửa gì không nhỉ? Có. Gì đó liên quan đến việc là cái face... À, cái gì nhỉ? Cái hook mà nó dính ra gai hay là bắn ra vai này gì sao ấy? Nó tạo ra vai. Oh shit, đặt cái đấy sẽ là vấn đề đấy. Vai kiểu cái vai mình dẫm trong rừng như vậy. Nhưng mà đam to hơn. Okay. 3, 2... Úi dồi, thấy không? Mà vẫn chưa... Úi dồi, mẹ đây teleport rồi, thì sư bố này. Teleport là tôi... Ủa, dạ, rồi tôi nhìn thấy cái vai rồi đấy. Cái vai đó nguy hiểm hết. Ây da, but I'm gonna melee this fucking Niba. Vẫn đánh giá con này thấp điểm hơn về độ khó so với con Jungle Mimic. Are you sure about that? Tôi bị kẹt. Ủa, đạn hai. Tôi bị kẹt. Ôi rồi mấy cái đống vai. Yep, cocky quá. I suck big fucking cock. Đấy, cẩn thận lại. Ôi giời ơi. Thôi xong rồi, kẹt. Yep, yep, có kỳ quá xong cuối cùng suck a massive fucking cock. Ai da. Cái gì đấy? Ui, bạn trời ơi. Mẹ kiếp. Tôi nghĩ là cần phải đào thêm theo chiều dọc đi, phá xuống gần nhà bọn NPC. Nhưng mà vẫn phải đào qua cái tổ ong này. Fucking ôi tôi tí nữa thì cả cái lava chui thẳng vào nhà hàng. Rồi. chú có cái spawn không? Clear bố luôn đi. Spawn clear vào giờ. Chẳng lẽ chú thực sự muốn đợi nó chảy. Mẹ cái hồ này mẹ cái kéo rồi nó xong. Cười đi. Mẹ chú có đủ kiên nhẫn để mà chú câu cá. Tao cho không câu chú đủ kiên nhẫn để làm mấy cái việc này nhỉ? Cá là có đồ. Này có kéo gì? Nó có mục đích. Đích mà không có đồ.
What mục đích thì progress the game? I mean, chơi xong được nhanh, đánh xong được boss, progress xong được game lại chả không nhiều đờ hơn được việc câu cá. Holy, suy nghĩ tù vãi đây. Không đuổi nhanh quá. Không mày... đuổi được. Sợ quá là mất cái chuyện này. Sao mày lại ở đây? Wow, thôi xong con mẹ nữa rồi. Ui rồi, cái mẹ luôn. Ui rồi, ui rồi ôi. Ừ, tại sao đấy? Ôi trời ơi, bơi qua đấy đi. What the fuck? Nào, kia. Wow. Ừ, đây, I can't, why happened to me today? Hôm nay tôi red lắm rồi đi mẹ. I'm so bad today. Wow, I just Ôi giời, thì mẹ mẹ thế thì bố thằng nào chơi được. Mẹ I'm so fucking angry mày. Đéo gì chứ. Mày là cái ngày lùn gì nhỉ. Gánh còng lưng. Gánh còng lưng rồi thì mẹ tôi cứ thế tôi phê tôi chào. Và thậm chí mình còn đang không chơi game MOBA. Tại sao tôi phải sử dụng mấy cái thuật ngữ lùn nhỉ. Chơi chắc thì bị mẹ 12 lùn mẹ rồi. Ok, như vậy là tập thứ 9 trong series Terraria Legendary Mode của mình dừng lại tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho channel của mình, cái series của mình, và mọi người sẽ tiếp tục theo dõi của mình trong thời gian tới. Ok thì mọi người sẽ tiếp tục theo dõi của mình trong thời gian tới. Thì nếu như bạn thích gameplay, bạn lại cho đó là những bạn thích gameplay thì bạn sẽ subscribe cho mình, cũng như chia sẻ gameplay cho bạn bè của bạn, những người cùng chơi Stardew Valley, Terraria, bất cứ game indie chung để mọi người biết channel của mình nhiều hơn. Và channel của mình nhiều mở rộng hơn. Fucking skill issue thì bẹ sao mày đéo nào. Chưa từng bao giờ tôi ghét rừng hơn cái mức độ như này. Cái xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo của Terraria Legendary Mode trong channel mình.